Aribasati Asanghi rằng Asang tàng tòa Mahubru hái về Ache na kích Chá mà tắp bằng Cô chanh nhà má rá nằng su về Ná hí nô sằng gá rằng tề Ná má hà tề nề ná mắt chú nà Ê hoàng quý hà rình à tà bình Á hồ rách tá má tăng đi tăng Tăng quê phách đề á rách tô tí sằng tô à chích khá tề mu ní Quá khứ không truy tìm Tương lai không ước vọng Quá khứ đã đoạn tận Tương lai lại chưa đến Chỉ có pháp hiện tại Tuệ quán chính ở đây Không động không rung chuyển Biết vậy nên tu tập Hôm nay nhiệt tâm Ai chết biết ngày mai à, Ai biết chết ngày mai Không ai điều đình được Với đại quân thần chết Trú như vậy nhiệt tâm Đêm ngày không mệt mỏi Xứng gọi nhất dạ hiền Bậc an tịnh trầm lặng One would not chase after the past Nor place expectation on the future What is past left behind The future is as yet unreached Whatever quality is present One clearly sees right there Unvanquished, unshaken That's how one develops the mind Ardently doing one's duty today For who knows tomorrow death might come There is no bargaining with death and his mighty heart Whoever lives thus ardently Relentlessly both days and night Has truly had an auspicious day So says the peaceful sage Dạ con đã đọc xong Dạ con xin dâng mic lại cho thầy Kinh ạ À xà thứ xà thứ thầy Nguyên Trang lên đọc được không? Đọc một lần nữa đi cho cái gì nghe lần nữa Nguyên Trang đọc được không? Giơ tay coi Rồi mời Nguyên Trang nha Đọc một lần nữa rồi mình vô mình học ha Để cho rõ ràng ha Dạ, Nam Mô Bích Tha dạ. Dạ, con kính đảnh lễ sư Thanh Tâm. Dạ, kính chào thầy Kinh, kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, con xin đọc ạ. À. Để con kéo bài chứ. Hiền giả. Bát đề, ca rát tá. Á tì tăng, năn hoà. Khề nặng các tầng, dây tầng, bá hì nặng tầng, ấp bát tầng, cha á nà các tầng, bát chúc bành nhằng, cha dồ thầm mặt, tát thá tát tháo, quý bát sát tí. Á sầm hì rằng, á sầm cúp bằng, tầng quý đòa, manu Manupru ha ye, Ache, Qua kích cha ma tắp bằng, Cô dành nhà, Ma ra nằng, Su về. Nahino sang ga rằng, Tề namaha, Sề nề, Namat chú nà, Ê hoàng, Vi hà rin, A ta bình, A hồ ra, Ta ma tầm đi tầm, tăng quê phát đề ca rát tổ tí sang tổ à chích khát tề mu ni quá khứ không truy tìm tương lai không ước vọng quá khứ đã đoạn tận tương lai lại chưa đến chỉ có pháp hiện tại tuệ quán đây không động, không rung chuyển. Biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Ai điều định được,
với đại quân thần chết. Chúng diệt tâm, đêm ngày không mệt mỏi. Xứng cử nhất dạ hiền, bậc an tịnh trầm lặng. One would not chase after the past, nor place expectation on the what it passed, it left behind. The future is as yet unreached. Whatever quality is present, one clearly see right there, right there. Unvanquished, unshaken, that's how one develops the mind. Suddenly, you in one study today, for who knows? Tomorrow, death may come. There is no bargaining with death and his mighty host. Whoever lived through ardently, relentlessly, both day and night, have truly has an aspicus. They so say the peaceful say. Satu sat. Con đã đọc xong ạ. Dạ con xin xuống tạ. Dạ, rất là quan hỷ. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu mình bước vào bài học. Rồi, trước khi bước vào nhờ cho Nguyễn giúp giùm ghi chú được gì đó thì ghi nha. Nhờ cho Nguyễn giúp cái phần đó. Rồi xà thấu ha. Rồi kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học bài nhất dạ hiền giả. Bài này được từ cái từ Bali là Phát Đề Karatta. Chúng ta copy. Phát Đề Karatta. Thì cái Phát Đề Karatta này nó tập hợp là cả ba từ luôn. Nó có ba từ ráp lại. Phát Đề Karatta. À, nó có ba từ đó. À, từ thứ nhất là phát đá, có nghĩa là may mắn, tốt lành, hạnh phúc hay là phước báo. À, cái nghĩa của cái chữ phát đá đó. May mắn, tốt lành, hạnh phúc, phước báo. Rồi cái chữ e cá là một. E cá là một. Number one, e cá là một. Rồi cái chữ rách tá có nghĩa là dính mắt, tìm thấy niềm vui trong phải ha, say mê với dục vọng, quyến luyến, phải gắn bó. À, tức là cái chữ rắc tá nó nhiều nghĩa, nó chữ nghĩa là dính mắt, nghĩa là tìm thấy niềm vui trong cái gì đó không? Rồi say mê với dục vọng, quyến luyến, gắn bó. À, thì đó là cái ý nghĩa của rắc tá. À, nó có nhiều cái nghĩa như vậy. Rồi trong cái tiếng Anh đó, thì người ta dùng chữ one fortunate attachment. À, tức là fortunate là may mắn. À, bên tiếng Anh ta cũng dùng cái chữ giống vậy, ta cũng dùng chữ là fortunate là may mắn, có phúc lành. Attachment là sự gắn bó hay là lòng quyến luyến, dính mắt. À, thì chữ phát đề karata này đó, được dịch lại dịch thoáng chứ là một gắn kết phúc lành, hay là một sự gắn kết phúc lành. À, chữ là phát đề karata là một sự gắn kết phúc lành. Rồi thượng tọa Thích Minh Châu ngày dịch, ngày không biết ngày dịch, ngày căn cứ là ngày dịch là nhất dạ hiền giả. À, dịch là nhất dạ hiền giả, mà cái nhất dạ đó là một đêm. À, dạ là đêm, dạ khúc là khúc nhạc đêm đó. Nhất dạ là một đêm, hiền giả là bậc hiền triết. Thì cái nhất dạ hiền giả là bậc hiền triết trong đêm. Ý nghĩa này nhưng mà theo chúng tôi đó, thì cái này nó có cái ẩn ý. Cái nhất dạ hiền giả này ý là nói là một cái bậc hiền triết. À, một bậc hiền triết mà yêu thích, muốn sống một cái hạnh coi như là độc cư chuyên nhất. À, giống như ban đêm là sống một mình thích độc cư chuyên nhất vậy đó.
một vị hiền trí luôn có một cái đời sống an trú tốt lành trong pháp, quán sát pháp từng sát na một trong hiện tại, sống trong hiện tại. Và tâm tâm của vị này cũng không không có bao giờ mà bị tán loạn loạn, bởi vị này luôn an trú trong cái đời sống chuyên đạo chuyên chuyên nhất lập cư. Cho nên cái ý nghĩa của nhất dạng hiền giả có thể có một cái nghĩa sâu xa hơn, ẩn dụ hơn. Còn theo ngài Bố Thí thì ngài nói cái vấn đề này cũng có thể chỉ là một cái danh, một cái name mà Đức Phật đề ra, ngài để ra để gì mà giảng dạy, căn cứ trên cái tên như vậy là sự là an trú, là phúc lành, đó là cái tên để mà cho làm cái đề tài cho cái bài giảng này. Thì cũng như vậy, đây có nhiều ý nghĩa người ta đưa ra như vậy ha, là cuối cùng là chúng ta thấy một sự gắn kết phúc lành nó hợp trong cái bài này. Còn cái nhất dạng hiền giả tên hoa mỹ đẹp trong một đêm của một bậc hiền trí hiền giả, đó là một sơ lược về chúng ta thấy là cái ý nghĩa của cái tựa câu này là tựa của bài kinh, đó là phách đá, ghi nguyên cái đá phách đề cá rất tá, là gây cái nguyên cái tựa bài kinh đó. Thì dịch là nhất dạ hiền giả. Rồi trong cái bài kinh này có cái cội nguyên bài kệ đó, như là chúng ta sẽ tìm hiểu từng bài từng câu kệ. Và cái câu thứ nhất, câu thứ nhất, quá khứ không truy tìm, đó là câu thứ nhất. Câu thứ nhất là quá khứ không truy tìm. Thì như thế nào là quá khứ? Thì quá khứ cho chúng ta biết là có hai loại. Quá khứ có hai. Một là quá khứ truy tìm. Một là quá khứ truy tìm. Bây giờ chúng ta tìm hiểu cái thứ nhất là một là quá khứ truy tìm. Tức là quá khứ là cái gì? Là cái gì đã qua, một cái gì đã diệt, một cái gì đã mất. Cũng như nói càng sâu xa hơn thì chúng ta thấy là từng sát na sanh, diệt, sanh, diệt, sanh, rồi diệt đi, mất đi, sanh, diệt đi. Thì như vậy quá khứ là những gì đã qua, đã diệt, đã mất, là không còn tồn tại nữa. Thì như vậy gọi là quá khứ. Và truy tìm, cái chữ truy tìm có nghĩa là lục lọi, mình truy tìm, mình lục lọi, mình tìm kiếm, mình moi móc, mình moi kiếp mình ra, mình hồi tưởng, mình nhớ lại những gì nó đã qua rồi. Thì gọi là truy tìm. Nhưng mà gì truy tìm cái gì? Đây là cái vấn đề mà trong cái bài và kinh này rất là tuyệt vời cái trong này. Tức là đây là truy tìm về sáu căn, sáu cảnh, sáu thức hoặc năm uẩn. Tức là đây một sự truy tìm về sáu căn, sáu cảnh, sáu thức hoặc năm uẩn. Truy tìm sáu căn, sáu cảnh, sáu thức này bị chúng sanh bị ái luyến, bị dính mắc, rồi hân hoan trong cái ái, trong cái truy tìm về quá khứ này. Cho nên trong trích đoạn trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy cái câu này như vậy: mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy, và thức ở đây bị dục và ái trói chặt. Vì thức bị dục và ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy. Vì hân hoan trong ấy, vị ấy truy tìm quá khứ. Đây là qua cái trích đoạn trong cái bài kinh này chúng ta thấy là Đức Thế Tôn, mắt của tôi trong cái thời quá khứ là như vậy, sắc pháp là như vậy. Thì chúng ta thấy là có mắt nè, có sắc, có mắt, có sắc và thức, là ba cái này, mắt, sắc và thức là ba cái hợp lại bị dục ái trói chặt. Cho nên qua cái đoạn này thôi là chúng ta sẽ thấy ẩn tàng trong đây là có tất cả là 18 giới. Để giảng mà thì quý vị cứ ghi nó được gì ghi ha. Thì mắt, mắt với sắc với thức, ba cái này, mắt của mình trong thời quá khứ tức là những gì đã qua rồi, và cái sắc thì nó đã qua rồi, và cái thức bị trói chặt trong cái những gì là thuộc về quá khứ, và do như vậy bị dục ái trói chặt như vậy, vì ấy khoái trong đó, hoan hỷ trong đó, là tham thọ hỷ trong đó, hân hoan trong đó, và truy về quá khứ đó, tức là cái tưởng nhớ về quá khứ trong ảo. Thì mắt, sắc và thức thì cũng như thế đó, tai, tai cũng vậy, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy.
Thì qua một cái câu nhỏ này thôi, chúng ta thấy là Đức Thế Tôn Ngài đã ẩn ý cho chúng ta biết rằng trong đây nó nằm đầy đủ 18 giới trong đây. Có đầy đủ 18 giới. Mắt, sắc, thức, tai, mũi, lưỡi, thần ý, cái đã qua thì cứ đúng rồi đó. Mắt, bây giờ mình khoan, giờ ghi xuống, giờ bắt đầu tới, nói tới 18 giới, bây giờ mình sẽ ghi ra để mình học luôn. Mấy cái học sơ, học cái căn bản hết đứt ha. Để có thời gian sau chúng ta sẽ học về cái này. Rồi bây giờ chính cái câu này đưa ra cho chúng ta thấy là chúng ta lôi ra được trong cái câu kinh này có 18 giới. Thì bây giờ mình xuống mình ghi 18 giới. 18 giới. Phân 18 giới xuống dòng ha. Phân theo nhóm. Hai chấm có 6. Phân theo nhóm có 6. Đi kịp quý vị, hello. Phân theo nhóm cái 6. 1. Nhãn giới. Sắc giới. Nhãn thức giới. À, là nhóm 1 ha, nhóm 1. Nhãn giới. Phải. Sắc giới. Phải. Nhãn thức giới. Đó là phân theo nhóm, thì giờ nhóm thứ nhất là nhãn giới, sắc giới và nhãn thức giới. Nhóm 2, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới. À, nhóm 2, tôi nhĩ, nãy nhãn này tôi nhĩ. Nhĩ giới, thinh giới là âm thanh, đó. Thinh giới là giới hạn của âm thanh, đó. Và nhĩ thức giới. À, nhĩ giới, thinh giới, và nhĩ thức giới là nhóm thứ 2. Và nhóm thứ 3 là tỷ giới, khí giới và tỷ thức giới. À, nhãn, nhĩ là tới tỷ. Tỷ giới, khí giới và tỷ thức giới. Nhóm 4 là thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới. Và nhóm 4, thiệt giới, vị giới và thiệt thức giới. Và nhóm 4. Nhóm 5 là thân giới, xúc giới, thân thức giới. Nhóm 5, thân giới, xúc giới và thân thức giới. Nhóm 6 là ý giới, pháp giới, ý thức giới. À, thì cứ ghi đi, đọc lại nữa mà, chứ có đọc gì đâu. À, giờ nhãn giới, nhóm 1 là nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới. Nhóm 2, nhĩ giới, thinh giới, nhĩ thức giới. Nhóm 3, tỷ giới, khí giới, tỷ thức giới. Nhóm 4, thiệt giới, vị giới, thiệt thức giới. Đúng rồi đó. Rồi, nhóm 5, thân giới. Thiệt là thân, thân giới, xúc giới, thân thức giới. Thân giới, xúc giới, thân thức giới. Đó là nhóm 5. Rồi cái nhóm 6, ý giới, pháp giới, ý thức giới. Nhóm 6 là ý giới, pháp giới và ý thức giới. Đó, tức là phân 18 giới, mình phân theo nhóm thì có 6 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhãn giới, tức là thuộc về thần kinh nhãn. À, thuộc về là cái đặc tính riêng của nhãn giới là thần kinh nhãn. Sắc giới là thuộc cảnh sắc. Nhãn thức giới là cái biết, thuộc về nhãn thức, biết, nương mắt. Thì cũng vậy, nhĩ giới, thinh giới cũng giống nhau. Mấy cái này là mình học rồi hết rồi không? Rồi ý giới, tức là hai cái thâu, một cái ngôn môn là ý giới. Rồi pháp giới là những... tâm sở và những sắc tế, ý thức giới là về tâm. À, thì như vậy chúng ta thấy rằng phân theo nhóm về 18 giới thì có 6, tức là mỗi một nhóm là có 3, nhãn sắc, nhãn thức, 3, thì 3 nhân 6 thì mình có 18. Thì như vậy chúng ta có 18 giới phân theo nhóm. Bây giờ nắm được chưa? Alo, nắm được chưa? Cho biết đi. Được ha, dễ ội ha, đã có gì ha. Rồi. Nãy mình phân theo nhóm, giờ mình phân theo giới. Phân theo nhóm, giờ mình phân theo giới. Phân theo nhóm. Giới là đặc tính, là
riêng biệt, cái sự riêng biệt, ví dụ như nhãn giới là cái riêng biệt, rồi sắc giới là một cái riêng, nhãn thức giới là một cái riêng, phân ra riêng từng cái như này thì kia là giới. Giống như là cảnh dục giới, sắc giới, vô sắc giới là phân riêng từng cõi như phân theo giới. Bây giờ mình phân theo giới, nó có ba cái sáu, tức là sáu, sáu, sáu. Có ba, ba sáu, ba số sáu, 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 sáu. Sáu rồi chấm cái này sáu, chấm cái sáu chẳng cũng được không? Sáu, phân theo giới có ba sáu và sáu, sáu, sáu. Rồi giống như xuống dòng mình ghi là 1.6, tức là cái đầu tiên là 1.6. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Đó là 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 giới ha. Nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, ý giới. Rồi, 2.6, sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới và pháp giới. Sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, pháp giới. Rồi, đó là 2.6. Rồi, 3.6. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý thức giới. Nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới và ý thức giới. Rồi, đó là mình phân theo giới thì mình có ba cái sáu, tức là ba sáu là 18. 1.6 là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý thuộc về giới. 2.6 là về vật chất, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. 3 là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt giới, thân thức giới và ý thức giới thuộc về tâm. Đó là mình phân theo giới có ba cái số sáu là vậy, kiểu 3.6. 3.6.6 ha. Thì trong cái câu đầu tiên là quá khứ không truy tìm á, bây giờ trước tiên là chúng ta nói về cái sự truy tìm á, tức là chúng ta bị truy tìm trong những cái này, tức là mắt truy tìm cảnh sắc để mà bị dính mắc vào trong đó, cái làm cho thích sanh khởi rồi bắt đầu hoan hỷ trong đó, vui thích trong đó, cho nên đó là chúng ta bị rơi vào trong cái lĩnh vực của cái chấp thủ về 18 giới này. Đó là cái tiêu đề thứ nhất mà chúng ta được trình bày. Rồi trong đó nói về ngũ uẩn thì chúng ta có ngũ uẩn có năm, ngũ uẩn thì có năm, ngũ uẩn có năm. 1, sắc uẩn có 28. 1, sắc uẩn 2 có 28. Hai, thọ uẩn, tâm sở thọ. Thọ uẩn, tâm sở thọ. Ba, tưởng uẩn, tâm sở tưởng. Bốn, hành uẩn, 50 tâm sở còn lại. 50 tâm sở còn lại.
4 hành quẩn, 50 tâm sở còn lại. 5 là thức quẩn, 121 tâm thức quẩn. Rồi, khi nói tới cái ngũ quẩn này đó, thì Đức Phật có thuyết như vậy. Và này tỷ kheo, thế nào là truy tìm quá khứ? Vị ấy nghĩ, như vậy là sắc của tôi trong quá khứ. À, tức là vị ấy nghĩ sắc của tôi trong quá khứ. Vị ấy truy tìm sự hân hoan trong đó, tức là truy tìm cái sự hân hoan vui thích trong đó. Như vậy là thọ của tôi trong quá khứ. Vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là tưởng của tôi trong quá khứ và truy tìm sự hân hoan trong đó. Như vậy là hành của tôi trong quá khứ và vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Như vậy là thức của tôi trong quá khứ, vị ấy truy tìm sự hân hoan trong ấy. Thì như vậy này các vị kheo là truy tìm quá khứ. À, đúng rồi, vậy cho chúng ta thấy rõ ràng mà nói năm quẩn thì chúng ta truy tìm thứ là vì mình cho rằng sắc của tôi trong quá khứ, vậy mình tìm kiếm, mình hân hoan trong những gì thuộc về quá khứ. Thọ cũng vậy, tưởng cũng vậy, hành cũng vậy và thức cũng vậy. À, những vị quan hỷ trong cái sự mà truy tìm lục lọi về ngũ quẩn trong quá khứ cũng như sáu căn, sáu cảnh, sáu thức trong quá khứ. À, đó là cái câu mà nói về truy tìm quá khứ. Rồi số 2 là quá khứ không truy tìm. Rồi số dòng nãy là 1 là truy tìm quá khứ, 2 là quá khứ không truy tìm. Tức là trong câu 1 thì nó có 2 cái là 1 là quá khứ truy tìm, 2 là quá khứ không truy tìm. À, thì cái quá khứ không truy tìm thì tức là không truy tìm cái sự hân hoan trong quá khứ, là mình không có truy tìm cái sự hân hoan trong quá khứ. Dù rằng mình có nghĩ là sắc của tôi như vậy trong quá khứ, nhưng mà mình không có bị dính mắc. Người đó không có bị dính mắc vào trong cái sự suy nghĩ về sắc của tôi trong quá khứ, thọ của tôi trong quá khứ, tưởng của tôi trong quá khứ, hành của tôi trong quá khứ, thức của tôi trong quá khứ. Vì dù cho có nghĩ tưởng nhưng không dính mắc. Đây là cái một vấn đề mà phải nói là một sự tuyệt chiêu trong cái vấn đề mà thực tập về cái chánh niệm. Tu tập về chánh niệm là liên tục không để dính mắc vào trong sắc thọ tưởng hành thức, không dính mắc trong ngũ quẩn cũng như không dính mắc trong 18 giới. Đó là quá khứ không truy tìm, tức là người đó không truy tìm về những cái gì thuộc về quá khứ. Thì cũng câu đó trong kinh trích ra trích lục ra là như vậy. Mắt của tôi trong thời quá khứ là như vậy, các sắc pháp là như vậy, và thức ở đây không bị dục và ái trói chặt. Vì thức không bị dục và ái trói chặt, vị ấy không hân hoan trong ấy. Vì không ấy, vị ấy không truy tìm quá khứ. Đó là trong trình thuyết cái ý nghĩa của sự không truy tìm quá khứ. Tức là mắt của tôi trong cái thời quá khứ là như vậy, sắc pháp là như vậy, và thức, tức là đây nói tới 18 giới là mắt, sắc và thức, không bị dục ái trói chặt. Vì thức không bị dục ái trói chặt, tức là vì cái tâm của mình không bị dục ái trói chặt như vậy đó, cho nên vị ấy không có hân hoan, không có hân hoan, không có truy tìm. Vì do không hân hoan nên không truy tìm về quá khứ. Đây là quá khứ không truy tìm là của cái câu thứ nhất mà chúng ta thấy là trong cái bài kệ thứ nhất đó. Thì về mắt cũng vậy, tai cũng vậy, mũi, lưỡi, thân ý cũng vậy. Thì như vậy, quá khứ không truy tìm thì chúng ta phải được hiểu rằng là mặc dù có những cái vấn đề mà về sắc, thọ, tưởng, hành, thức trong quá khứ, hay là mắt, sắc, rồi thức trong quá khứ, nhưng mà mình không để, đừng để cho nó bị ái dục nó trói chặt. Ái dục nó ràng buộc mình, nó trói mình vào trong những cái ái, trong những cái ngũ uẩn trong quá khứ. Để cho mình không có bị dính mắc trong đó. Và như vậy vị ấy được gọi là vị không có truy tìm về quá khứ. Quý vị có nắm được không ạ? Alo. Như vậy là cái câu đầu tiên là quá khứ không truy tìm, đúng chưa? Quá khứ không truy tìm, tức là đó là cái câu kệ, là câu kệ đầu tiên đó. Quá khứ không truy tìm, được không? Rồi đó là qua câu thứ nhất.
Rồi câu thứ hai là tương lai không ước vọng. Là câu hai. Câu hai tương lai không ước vọng. Để mình đi qua câu hai nha. Tương lai không ước vọng. Tương lai không ước vọng. Rồi, cái tương lai này cũng có hai phân ra là có hai loại tương lai, có hai. Một là ước vọng tương lai. Một là ước vọng tương lai. Hai, một là ước vọng tương lai. Thì khi tới cái tương lai đó thì chúng ta phải được hiểu rằng là những cái gì mà nó chưa có, nó chưa có hiện hữu, nó chưa có mặt, nó chưa có sanh ra. Sát na tâm này chưa sanh khởi thì chưa gọi là hiện tại, nó là thuộc về tương lai, bởi vì nó chưa hiện hữu, chưa có mặt, chưa sanh. Thì đó là ý nghĩa về cái chữ tương lai. Rồi truy tìm về tương lai, tức là chúng ta tìm kiếm, lục lọi, hướng về những cái điều thuộc về chưa có, chưa sanh. Mà truy tìm cái gì? Cũng là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, là năm uẩn. Truy tìm về những cái đó trong tương lai, hy vọng tương lai mình sẽ có như vậy, mình sẽ được như thế kia, rồi mình hoan hỷ trong cái tương lai đó, mình truy tìm về pháp tương lai đó. Và chính vì do ước vọng tương lai như vậy đó, thì trích trong câu bài kinh thì chúng ta sẽ thấy như vậy: mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy. Mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy. Các sắc pháp là như vậy. Và vì ấy hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được, bởi vì nó thuộc về tương lai. Vì hướng tâm như vậy, vì ấy hân hoan trong ấy. Do hân hoan trong ấy, vì ấy ước vọng đến tương lai. Thì qua cái câu này chúng ta thấy là chính vì do mong rằng mắt của mình để trong tương lai sẽ được như vậy, có sắc như vậy, để được như vậy, và hướng tâm đến để lấy cho được những cái gì mà chưa có được trong tương lai. Và khi mà hướng tâm như vậy, mình khởi lên cái sự hoan hỷ cầu tìm kiếm trong tương lai, đó là ước vọng tương lai. Đó là cái câu thứ nhất là ước vọng tương lai. Chúng ta thấy là đây là trích lục ra, chúng ta sẽ thấy là những cái vấn đề nó rõ ràng ra. Rồi, qua cái số 2 là không ước vọng tương lai. Nãy là ước vọng tương lai là số 1, bây giờ số 2 là không ước vọng tương lai. Thì như thế nào là không ước vọng tương lai quý vị? Tức là tương lai thì nó chưa tới. Cho nên vị này không có truy tìm, có hân hoan dính mắc về những cái ước vọng trong tương lai. Vị này không có bị khởi cái sự tham đắm hoan hỷ trong những cái mà về tương lai. Tức là mong rằng mắt của tôi trong tương lai sẽ là như vậy, các sắc pháp là như vậy. Vị ấy không hướng tâm, vị ấy không hướng tâm lấy cho được cái gì chưa được. Hướng tâm lấy cho được cái gì được, tức là không hướng tâm được đó. Do duyên không hướng tâm, vị ấy không hân hoan trong ấy, vị ấy không có ước vọng tương lai. Thì cũng như vậy, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy. Thì do không truy tìm, không ước vọng tương lai gì đó, không dính mắc, không có những cái sự hân hoan trong những cái mắt, là sắc, là tai, tinh, mũi, lưỡi, thân, ý, vân vân, thì vị đó không có bị truy tìm, không có bị hân hoan dính mắc, và vị ấy luôn có một cái sự chánh niệm an trú trong pháp. Và do chính vì như vậy, vị ấy không hân hoan trong đó, không bị dính mắc trong ngũ uẩn, không bị dính mắc trong là 18 giới. Đó là cái mà chúng ta thấy rất là độc đáo trong bài kinh này. Chỉ với một hai câu là chúng ta thấy cả một rừng trời pháp trong đây không. Và mình nếu mà lôi ra mình học chắc không biết chừng nào mới xong. Đó là cái vấn đề mà chúng ta thấy bài này nó có một cái sức độc đáo cho đó. Rồi, không ước vọng tương lai rồi ha. Rồi tới câu số 3, giờ mình đi qua câu số 3. Quá khứ đã đoạn tận. Câu số 3, quá khứ đã đoạn tận.
quá khứ đã đoạn tận, tức là quá khứ là những gì mà nó đã qua rồi thì nó đã đoạn tận rồi, tức là quá khứ đã mất, là quá khứ đã không còn hiện hữu, không còn có mặt ngay trong hiện tại nữa, cho nên được gọi là quá khứ đã đoạn tận. Thì cái gì đã đoạn tận thì cũng là sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, ngũ uẩn, nó đã diệt, nó đã mất, nó đã không còn tồn tại nữa, thì như vậy được gọi là quá khứ đã đoạn tận. Thì khi sáu căn, sáu cảnh, sáu thức, năm uẩn nó đã diệt mất, thì mình truy tìm về quá khứ làm gì, mình truy tìm nó làm gì, mình mong ước, mình hoan hỷ với nó để làm gì. Thì như vậy quá khứ đã đoạn tận, thì chúng ta phải nên hiểu là cả sáu căn, sáu cảnh, sáu thức và năm uẩn cũng đã diệt mất, không còn tồn tại nữa. Thì đó là cái câu số 3, quá khứ đã đoạn tận, là những gì đã mất không còn hiện hữu, sáu căn, sáu cảnh, năm uẩn chấm dứt, không còn sanh khởi. Rồi câu số 4, tương lai lại chưa đến. Quá khứ đã đoạn tận thì chưa, tương lai lại chưa đến, là câu số 4. Tương lai thì đương nhiên là phải lại chưa đến, tức là nó chưa có gì xảy ra, nó chưa có, nó chưa có hiện hữu, nó chưa có mặt, nó là cái gì đó mà chưa có để cho chúng ta có thể biết được, để thấy được, để nhận hiểu được. Thì như vậy tương lai là chưa đến, tức là các căn chưa có mặt, các cảnh chưa, các thức chưa có mặt, thì những cái này chưa có xảy ra. Thì chưa có xảy ra thì chúng ta mong mỏi làm gì, chúng ta truy tìm để làm gì, bởi vì nó chưa có xảy ra, nó chưa có hiện hữu. Thì cái sự truy tìm, sự mong mỏi trong tương lai là một cái thái độ của một người mà coi như là thiện trí, một người không có một cái sự hiểu biết, do chính vì như vậy mà dính mắc vào những cái truy tìm về tương lai hoặc là truy tìm về quá khứ. Bởi vì quá khứ thì nó đã đoạn tận và tương lai thì nó chưa đến, mà cứ thầm cầu, cứ truy tìm, cứ mong mỏi, cứ muốn đạt được những cái gì chưa có, muốn là thành tựu được những cái gì nó đã mất. Thì như vậy đây là một cái thái độ của người thiểu trí, đó là cái vấn đề chúng ta cần được hiểu. Cái cầu tương lai lại chưa đến, tương lai pháp về căn cảnh thức vân vân nó chưa xảy ra, chưa hiện hữu, cho nên không có nên mong cầu, không có nên tìm kiếm, không có nên lục lọi nó. Và câu số 5 này rất là quan trọng nha quý vị. Câu số 5 là chỉ có pháp hiện tại. Chỉ có pháp hiện tại. Câu số 4 viết rồi chưa? Câu số 5. Câu số 4 là được không? Là những cái pháp mà chưa hiện hữu, chưa xảy ra là mình hiểu không? Rồi câu số 5, chỉ có pháp hiện tại. Thì hiện tại được biết là có hai. Hiện tại có hai. Hai. Một là bị lôi cuốn trong pháp hiện tại. Là thứ nhất là mình bị lôi cuốn trong pháp tại, tức là hiện tại là những cái gì mà nó đang sanh, nó đang hiện khởi, nó đang xuất hiện, nó đang hiện bày, những pháp nó gọi là hiện tại. Nó bị lôi cuốn trong pháp hiện tại, tức có nghĩa là những cái pháp hiện tại này nó lôi cuốn, nó cuốn hút mình, nó lôi mình dướng vào, dính mắc vào trong những cái pháp hiện tại, và cho nên được gọi là hiện tại, lôi cuốn trong cái hiện tại. Mà lôi cuốn trong cái gì? Tức là do sáu căn, sáu cảnh, sáu thức và ngũ uẩn ngay trong cái đời sống hiện tại này. Chúng ta là thỏa thích, chúng ta hoan hỷ trong cái đời sống hiện tại. Hoan hỷ trong mắt, trong cảnh sắc, trong tai, trong cảnh thinh, trong hương, trong cái cảnh, trong tỷ, trong cái mùi hương, trong cái
thiệt, trong cái vị, trong cái thân xúc và trong cái ý, thì chúng ta bị dính mắc vào trong sáu căn, sáu cảnh và sáu thức, và dính mắc trong đó, bị lôi cuốn trong cái pháp hiện tại này, cũng như dính mắc trong cái sắc thọ tưởng hành thức, dính mắc vào trong năm uẩn. Và khi chúng ta dính mắc như vậy, chúng ta đã rơi vào trong cái bẫy của mình, chúng ta dính vào trong cái tham ái trong cái đời sống hiện tại này. Và như vậy chúng ta bị đắm nhiễm, chúng ta bị chìm đắm, chúng ta bị đắm nhiễm trong ba cái quẩn này, sáu sáu sáu, tức là sáu căn sáu căn, tức là mình bị đắm, mình dính mắc vào ba cái quẩn số sáu. Và khi dính mắc, dính nhiễm vào trong như vậy đó, thì chúng ta bị rơi vào trong những cái chấp kiến sai lạc, mình bị rơi vào trong những cái sự hiểu biết sai lạc, bởi vì mình nhiễm đắm, tức là mình đã sai lạc, mình có cái sự tư duy lầm lạc, có sự suy nghĩ lầm lạc, mình cho rằng đó là cái sắc này là tự ngã, mình quên quán xét, mình cho rằng cái sắc này là tự ngã, tức là của tự mình, sắc này là của mình, sắc là tự ngã, cho nên mình nhiễm đắm trong đó, rồi mình quán tự ngã là có sắc, tức là mình cho rằng cái tự ngã mình nó có sắc, hay là mình cho rằng sắc ở trong tự ngã, mình quán sắc là ở trong tự ngã, hay là mình quán tự ngã là trong sắc, tức là chúng ta suy nghĩ, mình có những cái sự tà tư duy, mình có sự tà kiến, mình cho rằng cái sắc này là nó là mình, hay là nó tự ngã là sắc, hay là sắc trong tự ngã, hay là tự ngã trong sắc, vân vân, thì chúng ta bị rơi vào trong những kiến chấp điên đảo, những cái lầm lạc, những cái sai lệch trong vấn đề đó. Thì tích lục trong cái bài kinh này chúng ta sẽ thấy được trình bày như vậy. Này chư hiền, nếu mắt và các sắc pháp cả hai đều có mặt trong hiện tại này, và thức của vị ấy bị dục và ái trói cũng trong hiện tại này, vì thức của vị ấy bị dục ái trói chặt, vị ấy hân hoan trong ấy, và do hân hoan trong ấy, vị ấy bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại, tức là bị cuốn trong pháp hiện tại do vì mắt, vì cảnh sắc, vì sự có mặt cả hai trong hiện tại, và cái thức sanh khởi trói chặt, bị trói chặt trong cái đời sống hiện tại này. Và như vậy khi bị trói chặt thì mình hân hoan, mình thỏa thích, mình sống là trong cái thỏa thích đó. Và khi bị hân hoan thỏa thích như vậy, chúng ta bị lôi cuốn, bị trói buộc, bị riêng buộc trong cái pháp hiện tại. Như vậy chúng ta đã bị rơi vào trong, bị lôi cuốn trong pháp hiện tại. Đó là cái phần thứ nhất. Rồi cái số 2 là không bị lôi cuốn trong pháp hiện tại. Số 2 là không bị lôi cuốn trong pháp hiện tại. Thì hồi nãy là lôi cuốn trong pháp hiện tại, bây giờ mình không bị lôi cuốn trong pháp hiện tại, tức là có nghĩa rằng trong cái hiện tại này nè, trong hiện tại này mình không bị dính mắc, mình không nhiễm, mình không dính mắc, mình không nắm nhiễm, mình không có những cái chấp kiến sai lệch, mình không cho rằng sắc là tự ngã, hay tự ngã là sắc, hay là sắc trong tự ngã, hay tự ngã sắc, vân vân. Thì lúc đó chúng ta không có bị như vậy, mình không có bị lệch lạc, không có bị những cái tri kiến lầm lạc. Lúc đó chúng ta có được cái chánh tri kiến, có được cái nhìn đúng đắn, thấy đúng đắn, mình không dính mắc vào những cái pháp trong hiện tại này. Không dính mắc được vào trong hiện tại này, chúng ta phải có một cái sự chánh niệm, phải có một cái sự tỉnh giác, luôn luôn có sự chánh niệm trong pháp hiện tại. Bởi sắc là sắc, thọ là thọ, tưởng là tưởng, hành là hành, thức là thức. Không có sắc nào là tự ngã, không có là thọ nào là tự ngã, không có tưởng nào là tự ngã, không có hành nào là tự ngã, và không có pháp nào là tự ngã, thức nào là tự ngã. Thì như vậy chúng ta nắm được cái vấn đề chi pháp này, chúng ta sẽ thấy được trong cái bài kinh này Đức Phật dạy thì không nên để bị lôi cuốn trong cái pháp hiện tại, không nên có những cái sự dính mắc trong pháp hiện tại, không nên có những cái sự chấp kiến lệch lạc, những cái sự suy nghĩ lệch lạc, những sự suy nghĩ thiên về tà kiến chấp, thiên về tà kiến thủ, đưa chúng ta đến cái sự tà kiến dính mắc trong cái đời sống. Và Đức Thế Tôn thuyết trong cái phần này, Đức Phật thuyết như vậy: và này các tỷ kheo, thế nào là không bị lôi cuốn trong các pháp hiện tại? Đây, này các tỷ kheo,
có vị Đa Văn Thánh đệ tử đi đến các bậc thánh, thuần thục pháp các bậc thánh, tu tập pháp các bậc thánh, đi đến các bậc chân nhân, thuần thục pháp các bậc chân nhân, tu tập pháp các bậc chân nhân. Vị này không quán sắc là tự ngã, không quán tự ngã là có sắc, không quán sắc là trong tự ngã, không quán tự ngã trong sắc, không quán thọ, không quán tưởng, không quán hành, không quán thức là tự ngã, không quán tự ngã là có thức, không quán thức trong tự ngã và không quán tự ngã trong thức. Như vậy này các vị kheo là không bị lôi cuốn trong các hiện tại. À, đây là cái vấn đề mà chúng ta thấy trong cái câu số 5, chỉ có pháp hiện tại là đây đó, thì mình phải hiểu được vấn đề là bị lôi cuốn và không bị lôi cuốn trong cái đời sống hiện tại. Và đây là một cái mà giống như là một cái vấn đề mà chúng ta cần phải hiểu thật chính xác trong cái đời sống hiện tại này của mình. Bởi sao chúng ta đau khổ? Bởi vì chúng ta chính vì mình bị lôi cuốn trong cái pháp, và mình dính mắc, chúng ta bị chấp lầm, chúng ta hiểu sai, mình cho đây là ta, đây là của ta, đây là tự ngã của ta, vân vân. Thì chính vì như vậy chúng ta bị lôi cuốn trong cái pháp hiện tại, và hãy cố gắng tinh tấn tinh cần để đừng bị lôi cuốn trong cái pháp hiện tại. À, đó là cái câu số 5. Có gì nắm ngoài cho biết này, alo. Rồi, ok ha. Rồi, qua tới câu số 6. Tuệ quán chính là đây. Câu số 6, tuệ quán chính là đây. Tuệ quán chính là đây. Chưa đúng hả? Rồi, tuệ quán chính là đây, tức là ý ở đây chính là nói về cái pháp hành tứ niệm xứ. Kính thưa quý vị, đây là chính là tuệ quán. Tuệ quán là hành về thân, thọ, tâm và pháp. Chính cái tuệ quán này, chính cái vấn đề này, bốn cái pháp này chúng ta cần phải sống ngay trong hiện tại này. Và hành cái pháp này, tuệ quán chính là đây, chính là vậy. Tức là niệm thân, niệm thọ, tâm, niệm pháp. Bốn cái pháp này đó, Đức Phật tuyên bố rằng nếu mà người nào mà hành cái tứ niệm xứ này đó trong 7 năm thì có thể chứng đắc được đạo quả, và 7 tháng, 7 ngày có chứng đắc được đạo quả nếu mà hành vào cái pháp tứ niệm xứ này. Pháp tứ niệm xứ này chính là con đường độc nhất đưa đến từ phàm sang thánh, tức là pháp hành để đưa chúng ta đi từ phàm sang thánh. Và nếu mà chúng ta đi vào cái tự quán này, về pháp hành tứ niệm xứ này, nó sẽ đến cho chúng ta một cái sự lợi ích ngay trong hiện tại, chứ không phải là vấn đề mà nó xa vời. Và cho nên tuệ quán chính là đây, tức là pháp tứ niệm xứ, thân, thọ, tâm và pháp. Rồi, đó là cái câu số 6 được nhấn mạnh cho chúng ta biết về cái pháp hành về tứ niệm xứ. Rồi câu số 7, không động, không rung chuyển. Không động, không rung chuyển, tức là ý muốn nói là khi mà chúng ta hành tứ niệm xứ rồi, tâm mình phải an trú trong pháp, tức là chúng ta phải an trú, phải đặt tâm có chánh niệm tỉnh giác, an trú trong pháp về thân, thọ, tâm, pháp, luôn luôn giữ tâm mình được an trú, không để cho nó động, không để cho nó rung chuyển, không để cho nó bị tán loạn. À, như vậy câu số 7 để nhấn mạnh cho chúng ta biết là khi chúng ta hành tứ niệm xứ, chúng ta phải cố gắng gìn giữ tâm, đừng cho nó bị động, đừng cho tâm nó bị rung chuyển. À, đó là câu số 7. Và câu số 8, biết vậy nên tu tập, là câu gãi số 8, là biết vậy nên tu tập, tức là đây ý nói là dấn thân vào trong cái cuộc tu. À, tức là phải dấn thân vào trong cuộc tu mới có thể là thành tựu được cái con đường đạo quả này. Chứ nếu là không có dấn thân vào cuộc tu, không có tu tập thì không thể nào thành tựu được. Cho nên câu số 8, biết vậy nên tu tập, nhờ có tu tập, nhờ có an trú vào trong cái tứ niệm xứ, chúng ta mới sống trong pháp hiện tại. Nếu không thì chúng ta không thể nào
Chúng ta chỉ sống mà mình cứ truy tìm quá khứ, mình mong cầu trong quá khứ, rồi mình ước vọng trong tương lai, tìm kiếm trong tương lai này nọ, chúng ta bươi móc những cái chuyện mà là không thể nào có được. Đó là cái vấn đề như vậy. Rồi câu số 8 là biết vậy nên tu tập, là dấn thân vào trong cái con đường tu tập. Rồi câu số 9, hôm nay nhiệt tâm làm. Hôm nay nhiệt tâm làm, tức là câu số 9, tức là hôm nay nhiệt tâm làm, tức là có nghĩa là liền, bây giờ hôm nay liền chứ không hẹn ha. Mình khi biết pháp mà phải làm liền, phải có nhiệt tâm liền, phải hôm nay là phải nhiệt tâm làm. Mà nhiệt tâm là gì? Là atabi có nghĩa là tinh cần, là sự siêng năng, sự tích cực, sự nhiệt tâm, sự cố gắng, sự là quyết tâm hành pháp. Và tinh cần này có tứ chánh cần, và chúng ta phải ứng dụng vào tứ chánh cần này vào trong pháp thì chúng ta mới thấy. Thì tức là tứ chánh cần tức là những cái pháp coi như là thận cần, tức là chúng ta phải cẩn thận, là tinh cần tinh tấn gìn giữ, đừng cho những cái ác pháp nó chưa sanh, đừng cho nó sanh. Tức là những ác pháp nào chưa sanh mình đừng cho nó sanh thì được gọi là thận cần. Mình phải tinh cần, mình phải nhiệt tâm, mình phải cố gắng thực tập như vậy, quyết tâm là cố gắng làm như vậy. Rồi cái tâm cố gắng để cho pháp nó chưa sanh, đừng cho nó sanh đó. Nhưng mà nếu nó sanh rồi đó thì mình sẽ hành pháp là trừ cần, tức là những ác thiện pháp nào, những ác bất thiện pháp nào nó phát sanh thì chúng ta phải diệt trừ nó liền, và ngay trong hiện tại, ngay trong cái sắc năng này thì coi như là trừ cần. Và khi mà thận cần trừ cần xong rồi, tới chúng ta tu về tứ niệm xứ, chúng ta hành về pháp, mình là mình phải tu tập cho nó, cố gắng an trú trong cái niệm, tu tập, tôi gọi là tu cần và bảo cần. Bảo cần tức là bảo trì gìn giữ những cái thiện pháp đang sanh cho nó được tốt đẹp, nó được lớn mạnh, nó được phát triển, nó được là tốt đẹp. Thì như vậy tứ chánh cần có nghĩa là thận cần, tu cần và bảo cần. Thì thận cần trừ cần là cẩn thận về pháp bất thiện, trừ diệt pháp bất thiện. Về tu tức là thuộc về thiện pháp, tức là tu về tứ niệm xứ, tu về những pháp thuộc về thiện. Và bảo cần tức là gìn giữ những thiện pháp cho nó được lớn mạnh tốt đẹp. Thì như vậy hôm nay nhiệt tâm làm tức là phải tu về tứ chánh cần, và chúng ta phải an trú trong cái thiện pháp và bốn cái sự tích cực siêng năng trong cái pháp như vậy. Đó là câu số 9, hôm nay nhiệt tâm làm. Rồi câu số 10, ai biết chết ngày mai. Câu số 10, ai biết chết ngày mai. Ai biết chết ngày mai. Rồi, đó là câu số 10. Là ý muốn nói là mình trong tương lai mình không có biết mình chết ra sao. Không có ai mà biết mình chết ra sao. Cũng như bây giờ chúng ta thấy cái dịch COVID này, nó đến, nó làm cho biết bao nhiêu người chết một cách oan ức, chết một cách tức tưởi. Đâu ai biết là mình sẽ chết thì kiểu đó. Chết mà không người đón, không người đưa, không có một thân nhân nào có dám đến gần, thì không ai biết được chết ngày mai mình sẽ chết ra sao, hoặc là ngày giờ nào mình chết ra sao, mình không biết được, không ai biết được ngày giờ nào mình chết ra sao. Hoặc là chúng ta biết là, nói mà sâu xa nữa là khi mình thở ra mà mình không thở vào là mình chết, khi mình thở ra xong mình không thở vô là mình chết. Thì như vậy không có ai mà biết được ngày mai mình chết ra sao, cái sự chết nó ra sao, không thể nào mình biết được. Đó là câu số 10, nhấn mạnh chúng ta biết về cái tương lai, không thể nào mình biết được cái sự chết nó sẽ đến với mình ngày nào, giờ nào. Đó là câu số 10. Rồi câu số 11, không ai điều đình được. Câu 11 là không ai điều đình được. Không ai điều được, tức là không có
ai mà có điều định được, thương lượng được, hay là điêu được, điêu được với cái gì? Điêu được với cái câu kết luận là với đại quân thần chết, tức là câu số 12, với đại quân thần chết. À, tức là không thể nào mình điều định được, mình thương lượng được với đại quân thần chết, tức là khi mà tử thần nó kéo tới rồi đó quý vị, tử thần nó kéo tới rồi thì mình không có thương lượng gì được với nó. Cái sự chết nó đến rồi, nó kéo tới rồi, quỷ vô thường nó tới rồi là nó bắt mình đi. Thì khi mà tử thần tới nó kéo mình đi, quỷ vô thường tới nó bắt mình đi thì không cách gì mà chúng ta có thể thương lượng được với nó. Không có giờ mình thương lượng được với nó. Hoặc là nghiệp bắt đầu là giờ phút cận tử nó ùa về, nó cho mình là phải bị chấm dứt cái mạng căn, chấm dứt cái đời sống. Thì như vậy với đại quân thần chết này, mình không thể nào mình điều động được, không thể nào mình có thể điều định được, mình có thể điều được cái đó, không cách gì chúng ta làm được điều đó. Cho nên không ai điều định được với đại quân thần chết. Rồi câu 13, trú như vậy nhiệt tâm, trú như vậy nhiệt tâm. Trú như vậy. Là câu số 13 ý nói là mình phải tích cực. Nhiệt tâm là phải tích cực, phải siêng năng tích cực, dũng mãnh, tinh cần, tinh tấn, không để cho cái tâm mình nó xa rời pháp. Nhiệt tâm an trú, không để cho tâm xa rời pháp, luôn luôn an trú tâm trong pháp, luôn luôn để tâm mình không cho nó giải đãi, không cho nó phóng dật, không cho nó chạy nhảy mông lung, mà luôn tích cực giữ nó trở về với pháp, sống an trú trong thân, trong thọ, trong tâm, trong pháp. Thì như vậy câu số 13 là trú như vậy nhiệt tâm, là như vậy tích cực để không cho tâm xa rời pháp. Câu số 14, đêm ngày không mệt mỏi. Câu số 14, đêm ngày không mệt mỏi. Câu 14, đêm ngày không mệt mỏi. Cái câu 14 này chúng ta thấy đêm ngày là không có cái vấn đề mà nghĩ xa hơi. Không có dụ nghĩ xa hơi, tu không có xa hơi. Đêm ngày không mệt mỏi, tức là luôn luôn phải tinh cần, siêng năng tích cực, không có bị lui sụp, không có bị mà lười biếng, là nhát nhát, là luôn luôn hành mà không ngừng nghỉ, tức là luôn luôn phải có niệm tỉnh giác từng phút từng giây một, đi đứng nằm ngồi, bất cứ một hành động nào chúng ta đều phải có sự tu tập, phải có cái sự an trú tâm, phải có sự tinh cần tinh tấn, không ngừng nghỉ. Nhiều khi chúng ta cứ nghĩ là mình hạnh nhất là thôi mình xả hơi, mình không hành để làm bình thường, nhưng mà vậy là chúng ta sai. Bởi vì đêm ngày không mệt mỏi, tức là chúng ta phải liên tục có chánh niệm, liên tục không thể nào ngưng được. Bởi vì khi chúng ta không có chánh niệm, chúng ta không có cái sự sáng suốt ghi nhận thì ác ma nó xen vào liền, những ác pháp nó xen vô, nó sẽ cắt đứt cái đời sống thiện pháp của mình. Thì như vậy đêm ngày không mệt mỏi là ý muốn nói là chúng ta phải tinh cần, siêng năng không lui sụp, và hành pháp không ngưng nghỉ, không gián đoạn. Thì khi chúng ta làm được cái việc như vậy, chúng ta sẽ cảm thấy tâm mình nó rất là tốt đẹp, nó rất là an lạc, nó rất là nhẹ nhàng, phấn khởi. Nếu mà chúng ta không làm được như vậy thì tâm mình sẽ bị rơi vào trong những cái ác bất thiện pháp và rất là đau khổ. Đây là câu số 14, đêm ngày không mệt mỏi là ý nghĩa nó là như vậy. Câu 15, xứng gọi nhất dạ hiền. Câu số 15, xứng gọi nhất dạ hiền. Xứng gọi nhất dạ hiền, tức là xứng danh được gọi hiền trí. Khi chúng ta thực hành được cái pháp này, ngày đêm không mệt mỏi, luôn luôn an trú tâm trong pháp, và mình sống trong hiện tại luôn luôn có tinh cần tinh tấn, là sống trong cái pháp như vậy, thì xứng đáng gọi là một bậc hiền trí, xứng danh được gọi là bậc dạ hiền.
chứ không phải là chúng ta sống tàn 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 mà được gọi là nhất giai hiệt. Thì cái sức nhẹ nhất giai rất là danh, rất là cao thượng, rất là quý báu, cho nên được gọi là xứng danh, được gọi là bậc hiền trí, bậc xứng đáng được người đời tán thán, bậc xứng đáng được người đời ca tụng. Và câu 16 kết thúc cái bài kệ là bậc an tịnh trầm lặng. Câu số 16, bậc an tịnh trầm lặng. Bậc an tịnh trầm lặng. Thì như vậy câu số 16 nói về một bậc mà luôn sống an trú trong chánh niệm, luôn là trầm lặng, luôn sống là quay về với nội tại của mình, quay về với thân và tâm của mình, là sống trầm lặng, sống an trú trong pháp, sống luôn luôn có một cái sự mà cảnh tỉnh, luôn luôn một cái sự mà ức niệm, luôn luôn có một cái sự ghi nhớ, luôn luôn có một cái sự mà cẩn thận trong từng cái hành động, từng cái suy nghĩ của mình. Đó là bậc an tịnh trầm lặng. Như vậy trong cái kệ này chúng ta có tất cả là 16 câu, và chúng tôi trình bày đến quý vị phân tích tương đối là để cho chúng ta hiểu được toàn tròn, là tròn được cái bài kinh này. Đây là bài kinh rất tuyệt vời, nó vừa là kinh mà vừa đi vào trong pháp hành, và có cả trong vấn đề phân tích về tứ niệm xứ, phân tích tứ niệm xứ và phân tích về vị diệu pháp trong đây. Đó là cái bài kinh mà chúng tôi rất là hoan hỷ trong cái bài này, rất là tuyệt vời trong bài kinh này. Và trước khi mình chấm dứt cái buổi học này, mời Nguyễn Như lên đọc lại lần nữa để cho tất cả các bạn cùng nha mình hoan hỷ, mình hướng trọn vẹn cái bài pháp này. Xin mời Nguyễn Như nha. Nam mô Bích Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thầy Giá. Dạ bạch, con đọc riết hồi nó ghiền, mỗi ngày đọc mấy lần đó thầy. Dạ, Nguyên Như xin kính mời chư vị lắng lòng thanh tịnh để cùng với Nguyên Như đọc lại một lần nữa bài kinh Nhất Dạ Hiền Giả. Rất là hay ạ. Nhất Dạ Hiền Giả, Phách Đề Cá Rách Tác, Á Tì Tăng Nành Hòa, Gá mì giá nắp bá tí cằn khề á nà gá tằng giá đá tì tằng bá hì nằng tằng ấp bách tành chá á nà gá tằng bách chúc bành nằn chá dồ thầm mằng tắt thá tắt thá quý bá sá tí á sằng hì răng á sằng trúc bằng tằng quý đòa má hút rù thái về á chề quá kích chá mà tấp bằng cô chành nhà má rá nằng su quề ná hí nồ sằng gá rằng tề ná má hà xề nề ná mách chú nà ê hoàng hí quý ra hình à tà bình á hồ rách tá má tằng lý tằng tằng quề phách đề cá rách tô tí sằng tô à chích khá tề mú ní. Quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều đình được, với đại quân thần chết, trú như vậy đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc tịnh trầm lặng. One would not chase after the past, nor place expectations on the future. What is past is left behind. The future is as yet unreached. Whatever quality is present, one clearly sees right there, right there. Unvanquished, unshaken, that's how one develops the mind, ardently doing one's duty today, for who knows tomorrow's that might come. There is no bargaining with death.
and his mighty heart. Whatever lives does ardently, relentlessly, both day and night, has truly had an auspicious day, so says the peaceful sage. Dạ con xin dâng mic cho thầy ạ. À, xa thú. À, cái nuôi vậy, hôm nay là bài pháp các bạn được xong hoàn mãn hôm nay, và chúng ta post cái câu lên ha, để chúng ta cùng nhau mình do cái phước báo mà chúng ta đã học pháp vi diệu này, mình nguyện cho bao giờ rơi vào khổ cảnh, được sanh làm người trời, luôn gặp chánh pháp, tránh xa ác tà kiến, và sớm thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. À, đây là cái câu chúng ta cần phải nên nhấn mạnh trong cái vấn đề mà khi mình học pháp mình nguyện đừng bao giờ mình rơi vào trong khổ cảnh, đừng có bị đau khổ, và sanh làm người trời, gặp những điều tốt lành, thành tựu chánh trí, chứng ngộ niết bàn. Và đó là cái vấn đề mà chúng ta cũng gửi đến quý vị. Rồi xin nhường mic cho MC để hoàn mãn lớp học nha. Dạ, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mạ Dạ, Nam Mô Sang Dạ. Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Tham Mạ Dạ, Nam Mô Sang Khai Dạ. Dạ con xin thay mặt lớp học kính tri ân thầy Kinh đã dành thời giờ quý báu của mình để vào lớp hôm nay để dạy cho chúng con bài Nhất Dạ Hiền Giả. Dạ bây giờ thời gian cũng vừa phải lẽ, con xin kính thỉnh sư Thanh Tâm có thể ra thay mặt chư tăng để phúc cho đạo tràng của chúng con ngày hôm nay. Bạch sư, con xin dâng mic lại cho sư ạ. Dạ, mô Phật, Nam Mô Bụt Thà Dạ, Nam Mô Đàm Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Dạ, một lần nữa thay mặt lớp học thành kính tri ân thầy Kinh rất nhiều. Dạ, rất nhiều. Dạ. Bài kinh này đã khai trí cho tất cả đạo tràng rất nhiều. Dạ. Và sư xin thay mặt chư Tôn Đức Tăng phúc chúc cho đạo tràng. Người có trí là người hay thấy thọ, thấy lực, thấy sắc đẹp, thấy trí tuệ. Người có trí là người hay thấy sự an vui, thiền được sự an vui. Người tinh tấn, thấy thọ, tật, thấy sắc đẹp, thấy trí tuệ. Người ấy khi tái sanh trong cõi nào đều được trường thọ và sang cả. Cầu xin cho tất cả sự rủi ro của người đều được xa lánh. Cầu xin cho tất cả tật bệnh của người đều được dứt khỏi. Sự tái hại cũng chẳng có đến cho người. Cầu xin cho người được sự an vui trường thọ, cả bốn pháp chúc mừng là sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh, trí tuệ hằng thêm đến người, là người năng nghiêng mình lễ bái cúng dường đến tam bảo, có lòng tôn kính các bậc tu hành tinh tấn, nhất là bậc trì giới và bậc trưởng lão. Tất cả hạnh phúc hằng đến cho người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thạnh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Xà thụ. Dạ con xin thay mặt lớp học kính tri ân sư Thanh Tâm đã đại diện cho chư tăng để chúc phúc cho đạo tràng của chúng con buổi tối hôm nay. Dạ bây giờ con xin mời chư vị trong đạo tràng cùng với Nguyên Như lắng lòng thanh tịnh để hồi hướng sau khi nghe pháp. Dạ đề qua ta san ti vi ha ra qua si ni thu be kha re bo thi kha re ta hình ta tham ma đa ne na pha văn tu pu chi ta so thân ca đoan te ta vi ha ra mang đa le thế ra cha mắt cha na wa ca cha tinh kha vô sa ra mi ca da na ba ti u pa sa ca ga ma cha de sa ni ga ma cha y sa ra sam ba na phu ta su khi ta pha văn tu te cha la bu cha ye bi cha an da sam pha wa san se da cha ta tha vô pa pa ti ca
ni ya ni căng tham ma hòa răng ba tình cha tê sầm bê bi đúng kha sa ca ron tu sang kha giang tha tu chi răng sa tăng tham mô tham mạnh tha ra cha bùng ga la sang khô hô tu sa mắc gô wa át tha ya cha hi ta ya cha âm hê răng kha tu san tham mô sam bê bi tham ma cha ri no gu tin sam ba bu nay ya ma tham ma ri yam ba we di te yang no nya ti nang ho tu su khi ta hon tu nya ta yu y đằng no nya ti nang ho tu su khi ta hon tu nya ta yu y đằng nô nha tì nằng hô tu su kỳ ta hôn nha ta vô y đằng quá tám mê buồn nhằng à xá quá khá già quá hằng hồ tu á nà gá tề cà lề do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng cầu mong cho các vị ấy hằng được sự yên vui do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai và kính thưa chư vị ngày mai sẽ là ngày mà mình học nhóm Nguyên Như sẽ lên ôm cho chư vị về những bài mà thầy Kinh đã dạy lớp Nguyên Như Kỳ Viên từ hơn một năm rưỡi qua. Và thầy cũng nhắc với Nguyên Như là nên ôm cho quý vị bắt đầu đọc lại từ bắt đầu từ 8 tâm tham trở đi. Những cái bài mà thầy đã dạy cho chúng con, chúng con sẽ đem ra ôm lại. Rồi những cái vị nào mà có những câu hỏi, cái nào mà Nguyên Như và ở trong nhóm học mình cùng nhau mình trả lời được á, thì mình thông qua. Còn nếu mà mình còn bí nữa đó thì mình sẽ xách ra để hỏi thầy vào ngày thứ sáu. Có gì là Nguyên Như mời quý vị vào trong tham gia học nhóm. Thì cái này là học trò học với nhau thôi, thành ra người nào cũng giơ tay lên hỏi được hết, không có sao hết. Nếu mà có cái câu hỏi gì thì cứ xách ra để đó, rồi Nguyên Như ráng trả lời. Còn không, Như sắp đi hỏi thầy ha quý vị. Dạ, dạ không làm cô giáo thầy, con chỉ lên ôn bài thôi. Thành ra bắt đầu từ em sẽ gửi cho chị Kim Nhung cái phần mà 6 tâm tham trước, nhưng mà mình chỉ post lên 2 tâm hoặc là 4 tâm thôi, tùy là lớp có đọc được hay không. Thì cứ để câu hỏi lên rồi mình cùng nhau mà mình bàn thảo. Nếu mà cái gì không có biết được thì mình cứ đi hỏi thầy thôi. Với lại một cái phần nữa đó thưa thầy Kinh, là cái lúc thứ sáu đó thì có vị rất là xa thú khi mà thầy dành ra một cái phần là khoảng 15 phút cuối để mà chúng con lúc nào mà không có hiểu cái câu cái gì trong lúc đó đó thì có thể hỏi thầy liền, rồi cả lớp đó đều có thể giải quyết thắc mắc liền lúc đó, chứ nhiều khi đợi tuần hay là cái lúc buổi sau đó thì lại cả lớp lại quên mất hết, không có nhớ là chủ năng thầy. Thành ra có gì thầy để dành cho tụi con khoảng 10-15 phút để trả lời câu hỏi ha thầy. Dạ con xin dâng mic lại cho thầy để thầy còn dặn dò tụi con gì nữa ạ. Rồi gì học cố gắng luyện Bali cho nó chính xác ha, đưa từng câu Bali lên đọc, có gì là Nguyên Như là cái chỉnh sửa lại đó cho các bạn đọc cho nó hoàn chỉnh, thì trong vòng tháng là quăng vài kinh lên là phải đọc chính xác ngon lành ha. Còn vấn đề mà bậc chính mình thứ sáu thì chúng ta học là hết bài đó, hết bài xong rồi mà muốn gì hỏi giờ giấc thì không thành vấn đề, có thể lố giờ nếu là quan hỷ học pháp mà bây giờ cũng được, học thì không sao chứ. Con gái nói có gì có theo nổi hay không, ai chịu nổi. Giờ xưa chúng ta học là sáng đêm luôn, học vui à, thì giờ cũng mong rằng tất cả chúng ta cố gắng và an trú trong pháp, thực hiện về những
tiếng Bali mình đọc cho nó chuẩn cho có. Rồi học Pháp mình cố gắng mình động não lại, mình tư duy về Pháp. Vì cái đời nó vô thường mà, có thấy lúc có lúc không, khi thấy còn đó chúng ta quyết lúc nào đó thì chúng ta không còn gặp nhau nữa, thì lúc đó thì cũng cố gắng tự mình trao dồi, ai biết được cái cuộc đời vô thường nó đến như thế nào. Nam mô Bụt Tha. Dạ, dạ con xin kính tri ân thầy cô ơi. Em nhờ thầy post lên cái link mà cái cuốn sách của em làm ra đó, để cho trong lớp mình, các bạn nếu mà không có thì đi lên, có thể là đi lên cái Trung Nguyên Như Kỳ Viên, để kéo bài xuống, hoặc là nên lên cái Facebook của Châu Nguyễn ha quý vị. Còn nếu mà người nào cần nữa thì cứ email cho Nguyên Như ở trên cái bao thoát này nè, thì Nguyên Như sẽ gửi cái email cho quý chư vị. Tự vì khi mà mình học cái lần thứ nhì này á, thì cả lớp mình sẽ không có cần mà ngồi xuống chép bài như hồi xưa mà của thầy làm cực quá không có bài. Thành ra nếu mà mỗi người mình có cái tờ giấy trước rồi đó, thì có thể là Châu, có thể là chị Kim Nhung sẽ phụ mình để post cái bài lên, rồi mình nhìn đó lên, mình lên mình đọc, rồi mình sẽ nói qua, rồi mình bàn, mình hỏi câu hỏi với nhau. Thì Nguyên Nhớ Nguyên Như cũng học thử ở dưới này rồi đó. Dạ, ôm lại từ đầu anh Chánh Tâm. Thành ra khi mà mình ôm như vậy, mình không có mất thời gian để mà mình chép từng câu xuống, mà mình đặt câu hỏi. Quý vị đừng có nghĩ là những câu hỏi mình ngớ ngẩn, nhưng quý vị chưa chắc là mấy bạn đã trả lời được cái câu hỏi của mình đâu. Còn nếu mà nó dễ, mọi người đều trả lời được hết thì xa thú. Thành có những cái câu hỏi nó rất là khó, Nguyên Như phải đi hỏi thầy. Nhưng mà khi trả lời rồi thì nguyên một đám nó nhớ luôn, nó không có quên. Thành ra nếu mà học được nguyên một cái lớp như vậy, ôm lại như vậy thì rất là xa thú và hiểu rõ từng cái chi phần mà thầy dạy luôn. Từ nhiều khi có nhiều khi mình đi lẹ quá, hồi xưa mình không có hiểu đó. Thành ra bây giờ mình đây quay trở lại thì rất rất là như thấy cái bài của thầy nó vô cùng thâm sâu, học lần nào là khó lần đó đó quý vị. Thành ra có gì mình ráng, có gì Châu sẽ đưa cái bài lên ha, để mọi người có bài hết. Ok, dạ con xin nhờ cái phần phước dạ cái phần phước của chúng con học tập hôm nay có thể là làm nhân đến đạo quả niết bàn và hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Dạ Nguyên Như xin chào toàn thể chư. Dạ Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, vị lại ngày mai nha.